Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bất đồng giữa Tổng trọng và Thủ tướng Chính về ngoại giao cây tre cho thấy điều gì? Chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay vẫn được giới quan sát quốc tế đánh giá là chính sách ngoại giao đu dây, không kiên định. Tổng bí thư trọng gọi đó là chính sách ngoại giao cây tre. Năm 2023, Việt Nam đã liên tiếp nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2023 và Nhật Bản vào tháng 12 năm 2023. Điều này được đánh giá là bước tiến mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Ngày 28 tháng 12, BBC Tiếng Việt có bài bình luận về chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Hà Nội. Bài phân tích của tác giả Quảng Trí với tiêu đề sự vân nhau giữa các vị lãnh đạo ở Hội nghị Ngoại giao 32. Và đây là hình BBC, sự vân nhau giữa các vị lãnh đạo ở Hội nghị Ngoại giao 32. Tác giả đánh giá sự vân nhau trong quan điểm đối ngoại, đánh giá cục diện tình hình và tìm kế sách ứng phó giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính là câu chuyện của tư duy. Theo đó, ngành ngoại giao Việt Nam đã tổ chức hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12. Trong 5 ngày họp, ngoài việc đánh giá cục diện quốc tế để tìm đối sách phù hợp, lần này hội nghị còn có thêm một công việc mới, đó là thảo luận về đề án chiến lược xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu và thể hiện quan điểm, phân biệt rạch ròi và tuyên bố công khai ba nước có quan hệ đặc biệt, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tác giả quản trí phân tích nhiều vấn đề từ quan điểm của ông Trọng, nhất là việc ông Trọng đặt ba vấn đề này lên trên cả các đối tác chiến lược toàn diện như Hoa Kỳ, Nhật Bản. Điều đó cho thấy ông Trọng coi mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như mối quan hệ với Trung Quốc, vẫn theo tư duy từ thời chiến tranh lạnh. Quan trọng hơn, tác giả tiết lộ, tham dự hội nghị ngoại giao nói trên, sau đó một ngày, trong phát biểu chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cho rằng, ngoại giao cây tre ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế còn bị động, ngoại giao kinh tế vẫn chưa thành hệ thống, còn manh mún chia cắt, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Và đây là hình Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo giới quan sát, dẫu Thủ tướng Chính chỉ đề cập trong lĩnh vực kinh tế, nhưng hàm ý ở đây của ông Phạm Minh Chính phải chăng đã gián tiếp chỉ trích chủ thuyết ngoại giao cây tre của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nặng nề ứng phó thay vì hành động có tính chủ động, nhất là thể hiện vai trò lãnh đạo trong các thể chế ở tầm khu vực. Điều này càng cho thấy, lâu nay Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thường bị đánh giá là một chính khách bảo thủ, và nu, trì trệ trong tư duy. Mặt khác, việc người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, được cho là chưa sử dụng thành thạo smartphone hay máy vi tính trong thế giới phẳng ngày nay là điều đáng báo động. Giáo sư Alex Vuvin từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã từng đưa ra nhận xét rằng chính sách ngoại giao cây tre chỉ phát huy tác dụng thời hậu chiến tranh lạnh, còn bây giờ quan hệ quốc tế đã chuyển sang pha mới. Thời kỳ đối đầu Đông Tây, ngày nay có Mỹ và phương Tây một bên, còn phía bên kia Trung Quốc và Nga. Vẫn theo giáo sư Alex, những mô hình từng sử dụng từ thời hậu chiến tranh lạnh không thể áp dụng được nữa. Cạnh tranh chiến lược mới giữa các nước lớn ngày càng gây gắt, thì cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhắm dần dần cho nên Việt Nam phải tìm một phương thức mới. Và đây là hình Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Quan điểm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng cho thấy có quá nhiều sự khập khiển. Trong lúc tình hình thế giới và khu vực cũng như tư duy trong chính sách đối ngoại toàn cầu đã và đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, nhưng Tổng bí thư Trọng vẫn kiên định với thứ tư duy còn rơi rớt từ thời hậu chiến tranh lạnh là điều hết sức nguy hiểm vẫn còn may với tư duy phản biện thủ tướng phạm minh chính đã dũng cảm chỉ ra những sai lầm của tổng bí thư trọng điều mà trước đây không ai dám nói trong khi mục tiêu chiến lược của hoa kỳ và các quốc gia phương tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài các thể chế chính trị chuyên quyền vì đó là mầm móng của sự bất ổn toàn cầu một khi ban lãnh đạo hà nội vẫn còn sử dụng chính sách nước đôi như hiện nay vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài, đồng thời dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế thì không bao giờ Mỹ và phương Tây đối xử và giúp đỡ thật lòng đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin bất đồng giữa tổng trọng và thủ tướng chính về ngoại giao cây tre cho thấy điều gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chống gian lận đem lại giá trị thật cho Việt Nam. Ngày 25 tháng 12, trang mạng Việt Nam Hacker Suppress.com có bài viết xuất khẩu gian lận của tác giả Dương Ngọc Thái. Tác giả cho hay, ít người biết Microsoft, Google và Meta có một điểm chung, họ đều có đội dành riêng chống gian lận từ người Việt. Theo tác giả, mới đây Microsoft thông báo phát hiện 3 người Việt tạo hơn 750 triệu tài khoản giả, gây thiệt hại hàng triệu đô la. Tác giả đoán, ba anh bạn này viết chương trình máy tính để tạo tài khoản tự động. Mỗi giây tạo được 100 tài khoản, chừng 100 ngày là xong. Tạo từng ấy tài khoản để làm gì? gian lận, click quảng cáo giả, nhận tiền khuyến mãi, phục vụ nền kinh tế ảnh hưởng như cài view giả, bán like giả, bán người theo dõi giả, bán đánh giá, bầu chọn giả. Và đây là hình bài trên trang mạng vnhacker.substress.com. Tác giả từng gặp đội chuyên chống gian lận từ Việt Nam ở Google, nghe họ kể về khả năng lách luật của người Việt mà thấy hết sức thân thuộc. Chẳng hạn như công ty khuyến mãi 100 đô la cho khách hàng mới, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt tài khoản giả. Một người bạn của tác giả kể rằng, trong lúc phỏng vấn, đại diện Meta rất phấn khích khi biết anh ấy là người Việt. Họ nói có dự án rất phù hợp khi vào làm, người bạn này mới biết đó là dự án chống gian lận từ Việt Nam. Năm 2018, khi nhiều nhà báo và người có ảnh hưởng bị Facebook khóa tài khoản, tác giả có tìm hiểu các thủ thuật lừa Facebook khóa tài khoản bất kỳ. Tác giả rất bất ngờ khi các tài năng Việt đã nghĩ ra những năm cách khác nhau với những chiêu khó đỡ như nộp giấy chứng tử giả, khiến Facebook tưởng nạn nhân đã qua đời không cho cập nhật trang nhà nữa. Tác giả nhạo bán, vô ti sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của người khác. Còn Facebook không thể ngờ để ngăn người khác nói một số người Việt dám cả gan làm giả cả hậu khẩu của Diêm Dương. Và đây là hình hãng bảo mật with Sheaker công bố kết quả điều tra về nhóm người Việt tạo tài khoản đất DuckTale. Ngoài gian lận bằng tài khoản giả, người Việt cũng khét tiếng thế giới với những mánh khóe cướp tài khoản. Tác giả liệt kê một số vụ đình đám như sau. Bốn người Việt chiếm tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp, gây thiệt hại 36 triệu đô la. Một nhóm người Việt tạo tài khoản đất theo cũng đã để chiếm tiền quảng cáo trên Facebook. Tác giả dẫn lời một người bạn ở Meta nói rằng, Bọn nói giỏi thật anh à, nghĩ ra bao nhiêu cách mà chính tụi em cũng không nghĩ ra được mình mới sửa hôm nay hôm sau chúng lại nghĩ ra cách gian lận mới tác giả đánh giá chiếm đoạt tài khoản người khác rõ ràng là phạm pháp tạo và dùng tài khoản giả để trục lợi bản thân cũng không đem lại ích lợi gì cho thế giới ngoại trừ khiến chi phí làm ăn với việt nam cao hơn so với các nước vì làm gì cũng phải tiền kiểm hậu kiểm và đây là hình việt nam cần trở thành một phần của giải pháp cho các vấn đề của thế giới Tác giả tin không ai thích đất nước mình bị thế giới e ngại. Ai cũng muốn Việt Nam giàu mạnh, được thế giới tin tưởng, nể trọng. Muốn vậy, Việt Nam phải tạo ra thứ thế giới cần, tức là phải trở thành một phần của giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Lừa đảo, gian lận trực tuyến là một vấn đề nhức nhói, nhưng Việt Nam không những chưa giúp được gì mà còn đang làm mọi việc tệ hơn. Tác giả cho rằng, muốn giải quyết vấn đề, trước tiên cần phải thừa nhận có vấn đề việt nam đang xuất khẩu gian lận nếu không sớm giải quyết uy tín quốc gia càng suy giảm chi phí giao thương làm ăn với các nước càng tăng tác giả cho biết thêm ông may mắn chọn được một nghề mà tác giả được trả tiền để nghĩ ra những ý tưởng xấu xa nhất công việc hàng ngày của tác giả là tìm cách lừa người khác để giúp họ không bị lừa đội của tác giả nghĩ ra những cách đánh lừa hệ thống phần mềm để giúp thế giới xây dựng những hệ thống vững chãi hơn gian lận và chống gian lận kỳ thực là hai mặt của một vấn đề không thể chống gian lận nếu không biết cách gian lận vậy thì việt nam đang sở hữu những bộ não chống gian lận thuộc hàng tốt nhất thế giới đây là thứ mà nhiều người cần là giá trị thật mà việt nam có thể đem lại cho cả thế giới Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chống gian lận đem lại giá trị thật cho Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.